Ok, xin chào anh em. Với clip tiếp theo của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài mod về đồ họa. Nhanh gọn thôi, clip này mình sẽ làm nhanh gọn thôi. Và cái bản mod đồ họa mà mình muốn giới thiệu với anh em đây là bản Visual 4 và bản Natural Visual. Cái này là bản mod đồ họa mà mình thấy được nhất mà nó cũng khá là nhẹ nhàng tình cảm nhưng nó không nặng như bản Reduc. Bản Reduc thì nó rất là nặng nên là máy một số anh em vào thì sẽ rất là khó để mà chơi cho nó mượt game. Thế nên mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mod cái bản mod đồ họa này. Thì đầu tiên thì anh em sẽ tải Visual 4 và Natural 4 Visual này về cho mình, hai cái này về cho mình. Thì mình sẽ để link ở trong phần mô tả, anh em bấm vào đây để download thôi. Anh em bấm vào đây là download về thôi. Hãy bấm vào đây. Ok. Thì sau khi mà tải xong hai cái file này thì đây mình để sẵn vào đây thư mục này. Thì tiếp theo anh em sẽ cần phải có phần mềm Open 4 và Script Hawk. Thì mình đã làm clip chia sẻ cài đặt về cài đặt Open 4 và cài đặt Script Hawk rồi. Nên là mình sẽ để ở phần mô tả anh em để anh em nào chưa biết thì xem mà cài đặt. Nên bây giờ mình sẽ mở Open 4 lên. Rồi. Tiếp theo là anh em sẽ vẫn phải vào kiểm tra ASI Manager. Có nghĩa là hai cái thằng này đã insert hay chưa. Còn nếu như mà nó chưa có insert đấy, nó sẽ có hình như này. Thì anh em cũng bấm vào insert luôn. Đấy, như thế. Rồi nó ra như này là được. Rồi mình đóng lại đi. Xem bây giờ tiếp theo là mình sẽ giải nén hai cái file này ra nhé. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cài cái Visual 4 này trước. Thì anh em bấm vào đây. Em bấm vào file của nó. Thì mình giới thiệu sơ qua đây là cái file để cài đặt này. Cài đặt Visual 4 này. Còn cái original này mình tiếng Anh hơi kém anh em thông cảm. Cái file này là để làm gì, để anh em có thể anh em muốn xóa cái mod đồ họa này đi thì anh em cài cái này thì nó sẽ trở về như cũ cho anh em. Bây giờ cài như thế nào thì anh em vào phần công cụ này, vào Packer Insert đấy, xong rồi anh em dẫn cái đường dẫn đến cái file Visual 4 của mình thì mình để ở ổ D như folder ở đây, vào Visual 4 đây, Insert VM Packer đây đúng không ạ, đây là file này thì em bấm OK thôi thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thì anh em bấm vào Insert cũng chọn Mock Folder. Ở dưới này là nó cài vào file game luôn nhá, nên anh em không bấm vào đây mà bấm vào mod folder để mình đề phòng lỡ trường hợp bị lỗi thì mình xóa cái file mod này đi thì không vấn đề gì. Đấy, vẫn tiến hành cài đặt thôi. Cái này thì nó đơn giản. Nó không khó như kiểu mấy cái cài đặt thủ công. Anh em nào mà cao siêu hơn thì anh em có thể cài đặt thủ công và tinh chỉnh. Nhưng mình thì không như thế, mình hướng dẫn anh em cách đơn giản thôi. Mình bấm close à. Tiếp theo thì anh em sẽ chuyển sang cài đặt cái file natural này. Thì file cài đặt thì nó sẽ nằm ở đây. Đây là đây là cài đặt thủ công. Thì anh em nào biết cài đặt thủ công thì dùng. Còn em nào không biết thì anh em sẽ cài đặt cái file cài đặt ở đây. Thì chúng ta cũng tiếp tục vào Park Insert thôi. Lại dẫn về file đấy. Dẫn về file natural đây. Ở đây. Cài đặt. Vào mod folder insert xong đợi thôi. Ở đây thì nó cũng để cho anh em một cái file optional này. Thì đây là cái file để anh em có thể gỡ cái mod này ra thì nó sẽ trả về cho anh em là file game như cũ. Thì để muốn trả về thì anh em cũng làm cách tương tự như lúc mình cài mod thôi, có nghĩa là mình cũng bấm vào cài. Xong rồi mình dẫn vào cái đường link này để cho nó cài lại game của anh em như cũ nếu như anh em không thích cái bản mod này chẳng hạn. Đó, ok, bây giờ cái này đã cài đặt xong thì mình sẽ xả đi lại. Nếu như anh em không muốn cài mod này mà anh em muốn gỡ mod này ra ấy, thì anh em cũng vào đây tương tự vào Park Insert và anh em sẽ dẫn vào cái file đây, cái file Insert này đấy, anh em bấm OK Open đấy, nó lên cái bảng. Sau anh em ấn Insert thôi thì nó sẽ tự trả về cái vanilla setting này này, cái file mặc định của game GTA 5 ấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào game test thử cho anh em nhé.
Ok anh em, bây giờ là mình đã vào game. Hơi sáng. Rồi tiếp theo anh em cài đặt như mình nhỉ. Anh em bấm vào phần setting. Setting đúng không? Vào phần display. Ở dòng 1234 trong simple này, anh em kéo lên tầm khoảng tương này cho mình. Anh em sẽ giảm độ sáng xuống. Đấy, giảm nó đi. Đấy, hơi sáng. Đấy. Cho lên tí. Rồi. Cái gì tầm khoảng tầm này thôi. Cái này thì anh em mà kéo full cho mình. Rồi ok. Ở phần graphic thì mình vẫn chưa để full hết. Đấy đâu nhá. Full hết đâu, bởi vì máy mình nó không mạnh lắm nên mình chỉ để như này thôi. Ok, anh em nhìn thấy chưa? Cảnh nó khác hoàn toàn luôn. Đây. Nhìn đồ họa nhìn như thật, đúng thật. Giờ mình sẽ spam trước ra bờ biển cho anh em xem là nước biển và ở dưới lòng biển như thế nào. Mình sẽ dùng teleport nó, waypoint. Đây, ok. Mình đã ra được bờ biển. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nhìn khác hoàn toàn so với cái đồ họa của nguyên bản của game. Đây, biển này xanh này. Để xem mà ở dưới đáy biển có cái gì. Anh em nhấn phím space để làm nhé, phím cách này. Đấy, san hô này. Đã thật chưa? Đây cũng là lần đầu tiên mình mod cái bản game, cái bản mod đồ họa này. Vì bình thường mình chơi game thì mình chỉ để mặc định của game thôi. Đấy, nhìn cắt biển này. Đây là phần cắt biển nước bị ướt này. Nó khác nhau. Ok, bây giờ mình sẽ spam ra một cái chiếc thang đi để bay lên cao xem là ở trên cao thì nhìn bản đồ chúng ta, nhìn thành phố Los Santos của chúng ta sẽ như thế nào. Đây, mình sẽ vào phần helicopter. Đi cái máy bay gì cho nó nhìn sang sang tí à. Con này đi. Ok. Thăng màu vàng luôn. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Nhà cửa này, xe này. Nó khá là giống thật. Anh em nếu mà thấy tối quá thì đây mình sẽ tăng một tí độ sáng lên. Mình sẽ vào setting, tăng một tí độ sáng lên cho nó. Đấy. Nhìn game cho nó, anh em cứ chỉnh theo làm sao để cho nó vừa mắt mình thôi. Chỉnh sáng quá thì nó lại không được thực tế lắm à. Tùy. Anh em xem cây cỏ này. Nó khá là thật. Bây giờ mình sẽ chỉnh thời gian nhé. Mình có sắp tốt. Mình sẽ chỉnh. Đây là mình sẽ chỉnh thời gian xem là thời gian thì quang cảnh thành phố nó sẽ thay đổi như thế nào. Đây. Anh em thấy chưa? 5 7 giờ này. 20 giờ này. Đây buổi sáng sớm rất là đẹp. Theo mình nghĩ là cái bản mod này là đủ để cho anh em dùng. Bản Redux thì nó đẹp hơn nhưng mà nó khá là nặng. Mình nghĩ là bản mod này là đủ để cho anh em dùng đối với mấy bạn tập trung. Đây là đẹp rồi. Ok, còn nếu như bạn nào mà thích chơi cái đồ họa của nguyên bản của game hơn thì anh em cứ làm theo cách của mình hướng dẫn, là cứ cài đặt về lại thôi, cứ cái mod này ra thôi, không vấn đề gì cả. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Xin chào anh em.